trong video hôm nay kiểu gì quý anh chị cũng sẽ lựa chọn được những cái mặt hàng ưng ý. Trước tiên là những cái máy pin thanh lý hay máy hàng que giá rẻ, máy hàng mic thanh lý giá cực kỳ rẻ. Và quý anh chị muốn có một con máy hàng mic nằm trung trung mà chất lượng cỡ hồng ký đó ha. Hôm nay Hồng Nhiên giới thiệu quý anh chị một máy dòng dây chuyên nghiệp, đồ dây dài đồ 3m, đồ là máy rất là chuyên nghiệp, xài cuộn 1kg, 5kg luôn cho quý anh chị, tầm trung trung thôi, không phải là công nghiệp nha. Nhưng quý anh chị thấy có 3 triệu mấy, máy này là mê liền. Giờ test cho quý anh chị coi luôn rồi giới thiệu những con máy này giá thanh lý cho quý anh chị luôn. Đầu tiên là quý anh chị thấy Hồng Nhiên sẽ test một cái miếng sắt dày cỡ 5 ly. Đó, giờ test sắt dày chút xíu mình test sắt mỏng nha quý anh chị. Thì cái mẫu máy hồng ký 200S này nó có thể xài có khí, không khí, xài cuộn 1kg, cuộn 5kg đều được hết. Bây giờ trước tiên Hồng Nhiên chỉ test cuộn 1kg và không dùng khí nha. Đó, test trên sắt thực tế cho quý anh chị mình coi luôn là như vậy, là quý anh chị biết nó ngon hay là không à. Thợ thì không phải chuyên nghiệp, quý anh chị hàng chuyên nghiệp thì nó đẹp hơn, rõ ra em. Đó, quý anh chị thấy không, khi gõ ra mối hàng nó rất là đẹp. Đó, quý anh chị thấy hàng như thế này là ngon rồi đó. Chuyên nghiệp hàng còn đẹp hơn. Bây giờ Hồng Nhiên sẽ giảm nhỏ hàng sên sắt hộp mỏng nha. Sắt hộp 1 ly quý anh chị. Mấy mẫu này quý anh chị mình xài có thể từ 1 ly cho tới khoảng 7-8 ly là quý anh chị xài rất là ngon nha. Đó, sắt dày 7-8 ly, xài cuộn 1kg, 5kg, rất là dễ xài luôn. Có khí, không khí, quý anh chị hàng inox nó còn đẹp ác nữa ha. Đó, quý anh chị thấy sắt hộp mỏng nè, kéo không lủng đúng không? Nguyên đường dài luôn, bả cháy. Quý anh chị nhìn mỗi hàng rồi. Anh nào mà thợ hàng chuyên nghiệp, hàng còn đẹp dữ nữa. Ok đó nha, mỗi hàng dày là ngon. Bây giờ Hồng Nhiên bật qua chức năng hàng que, test thử cái đũa 3 ly 2 thôi. Đó, test trên sắt 5 ly. Thì Hồng Ký nó nói cái này nó hàng chuyên nghiệp là 2 ly 6 anh chị. Nhưng mà bây giờ Hồng Nhiên test 3 ly 2 nhưng mà để ở mức độ cũng chưa phải là mát đâu, vừa thôi. Đó, nhưng mà hàng cho quý anh chị coi đũa 3 ly 2 kéo đường dài luôn nha. Kéo hết cây luôn. Đó, kéo nối miếng sắt nè, quý anh chị thấy nè, sắt 5 ly nối lại luôn nè. Đó, quý anh chị thấy đường hàng không? Cái độ chính quý anh chị, nhìn cái độ chính đường hàng nè. Cái này thợ nhìn mới hiểu ha. Thợ nhìn vô là thấy khoái liền, đường hàng bá cháy thiệt chứ. Đó, quý anh chị thấy đường hàng que như thế này. Cho quý anh chị coi lại đường hàng sắt hộp luôn, đường hàng que, đường hàng sắt hộp, thấy là khoái rồi đó. Thấy Hồng Nhiên test một con máy hàng rất là ngon luôn của Hồng Ký, giá cực kỳ rẻ luôn. Cái mẫu này của nó, model của nó nè, quý anh chị thấy máy hàng Hồng Ký cao cấp nè, dòng inverter nè, nó nói tiết kiệm điện nè ha. Hàng liên tục là que 2 ly rưỡi, 3 ly 2 thì nãy hàng Hồng Nhiên hàng 3 ly 2 số lượng ít thôi ha. Đó, nó có cuộn bảo vệ, cuộn dây đồ các kiểu, có thể hàng mít, có thể hàng que, có khí hoặc không khí được hết, gọn nhẹ. Thì cái model của con này là mít HK mít 200S nè, quý anh chị thấy không? Đó, một cái mẫu máy như thế này nè. Thì quý anh chị thấy trên cái máy mình nó trang bị cho mình gì? Trước tiên là dây mát của nó là 2m ha. Cộng dây súng này của nó là súng chuyên nghiệp nha quý anh chị. Đó, súng chuyên nghiệp như thế này. Rồi ở đây thì trên cái máy này nó có một cái cộng dây hàng que của nó cũng kèm chuyên nghiệp luôn. À, dây hàng que nó là 3m nha anh chị. Đó, dây hàng que 3m. Dây ngoại hình thì quý anh chị thấy máy nè. Đây, Hồng Ký quý anh chị biết dòng màu vàng 200S, màu vàng là màu đặc trưng của Hồng Ký. Đó là dòng mắc tiền nhất. Ví dụ màu đỏ hay màu xanh còn có thể rẻ. S, E với lại là Z đồ thì có thể rẻ hơn. Nhưng mà dòng S này là dòng cao không? Đó, thì nó ở phân khúc bán chuyên nghiệp nhỏ thôi quý anh chị. Dân dụng đồ quý anh chị xài rất là ngon. Rồi ở đây là đầu tiên là nó có một cái nút chạy dây lẹ. Thì quý anh chị thấy Hồng Nhiên nhấn cái nút này đây. Ví dụ nhấn lên chữ mic nè. Đây nhấn chữ mic, nhấn cái nút này quý anh chị thấy là nó chạy dây nè. Đó, cộng dây nó chạy lẹ nè quý anh chị thấy không? Đó, ok ha. Đó là nhấn chạy lẹ để ra dây cho nó lẹ ha. Một cái núm điều chỉnh ampe và volt, tức là vừa lửa và ampe dòng ha. Và một cái nút độ ngấu sâu ở giữa, quý anh chị sàn hàng dày đó là mình có thể mình tăng lên. Hoặc là quý anh chị mình có thể là khi mà hàng mít đó thì cái này á là dây nó chạy lẹ nè. Đó, dây chạy lẹ hay là không là do này nữa. Còn này là volt nè ha, lửa nè ha. Rồi khi hàng que thì quý anh chị có thể bật lên hàng que. Còn nếu không bật xuống hàng mít, xài cuộn dây 0.8 quý anh chị bật lên trên, cuộn dây 1 ly mình bật xuống dưới.
Cái máy này nó có khí hoặc là không khí ở phía sau này nè. Nó có thể xài có khí nào quý anh chị thấy không? Đó, nó có khí rồi ở phía sau để đi vô. Quý anh chị không thích xài khí thì giống như Hồng Duyên giờ test là không có khí. Khi mà có khí thì quý anh chị biết gì? Hàng inox nó đẹp hơn, hàng inox nó ngon hơn khi mình có khí mà, đúng không? Hàng cho dù hàng mít hay hàng inox, hàng sắt gì nó cũng đều đẹp hơn khi mình hề sử dụng không khí. Rồi, nó có những cái thiết kế như thế này. Cái cọng dây này là quý anh chị nhớ, dây này nó là mẫu dây chuyên nghiệp ha. Nó giống như những cái cọng dây 5m đồ các kiểu là quý anh chị có thể mở ra nè. Đó, mẫu lớn nào quý anh chị. Đó, dây nó đưa ra đây là ok, quý anh chị có thể là gắn đầu súng vô, có thể dây 5m đồ cũng được nữa đó. Rồi, ở đây thì khi quý anh chị lưu ý ha. Khi mà mình hàng mít không dùng khí đó là cái cọc này vô cọc trừ ha. Đó, cọc này vô cọc trừ, cọc mát này vô cọc cộng. Quý anh chị nhớ chỗ này ha. Còn khi có khí, quý anh chị đổi cái này lên trên là cọc này xuống cọc cọc trừ, dưới này là cọc mát. Còn khi quý anh chị hàng que là bỏ dây ngắn này ra. Thì quý anh chị vô cọc mát nè, cọc mát là vô trừ nè, cọc cọc kèm hàng là vô cọc cộng. Đó, chỉ vậy thôi. Mít 200m, mẫu này dày. Đó, rồi ở bên hông này thì quý anh chị thấy nó có thể xài cuộn 1kg và cuộn 5kg. Đây, quý anh chị thấy không? Nó xài được cuộn 1kg là cuộn nhỏ nè. Rồi cuộn 5kg nó cũng bỏ vô đây được luôn, khỏi cần phải thay gì hết. Thay mấy người khác quý anh chị phải thay cái đầu này nó cực, còn này là khỏi cần luôn. Vòng vòng chung quanh của nó thì có viền đầu đầy đủ. Khi quý anh chị mà xài này à, bỏ cuộn dây vô úp lại dây nè. Đó, bảo vệ cuộn dây. Ở đây thì quý anh chị thấy là bung ra nè. Đó, mình lắp vô là bỏ dây nó đi ra đây. Bánh găng của nó có găng trong này, bánh xe có găng luôn, bám dây rất là tốt quý anh chị. Đó. Ok, đè lên vậy là mình bắt vô mình xài rồi đó. Thì vòng vòng chung quanh nó có viền. Nó có viền bảo vệ nè quý anh chị thấy không? Đó, ok. Về ta cân nặng thì 8 kg, còn về độ dài của nó cho quý anh chị coi. 40. À, quý anh chị thấy nè, 40 nè ha. Đó, 41 luôn. Đó, còn chiều cao của con này. Chiều cao quý anh chị thấy nè, vẫn tầm 25 thôi, mình chỉ cho nó tầm 25. Thấy không? Có thể là hơn xíu. Còn chiều ngang của nó, chiều rộng á, đây. Thì quý anh chị mình coi, tương đứng thôi, khoảng 20 thôi á. 20 đó là quý anh chị thấy trọn vẹn con máy này nó như vậy. Và giá của Hồng Ký lần này khuyến mãi rất là sâu quý anh chị. Chỉ có 3.990.000. 3.990.000 quý anh chị thấy một cái cỡ máy chung chung xài cuộn 5kg, có khí không khí, có thể hàng tích quẹt, có thể hàng inox khi có khí, hoặc là xài cuộn dây inox không dùng khí thì đối với máy này nó cũng vẫn xài ok hơn. Mà có 3.990.000 thì đi theo máy nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, nó không có cuộn dây gì cả quý anh chị. Thì quý anh chị mua của Hồng Duyên ok, mình sẽ được tặng thêm một cái cuộn dây ha, một cái cuộn dây 1kg đi theo máy, và Hồng Duyên sẽ tặng cho quý anh chị một cái chổi cước chuyên nghiệp kiểu vậy nè. Không, tặng bộ chổi cước chuyên nghiệp vậy nên vậy nó không có hư. Còn cái đồ gõ gõ kia thông thường tặng theo đi theo máy nó cùi lắm, mấy lần nó hư liền hả. Còn máy này quý anh chị thấy 200s, 3.990.000 là vừa phân khúc quý anh chị, vừa xài gia đình. Hồng Ký là ngon, người Việt ủng hộ hàng Việt luôn ha. Ở Hồng Ký là cực kỳ ngon với cái phân khúc này rồi quý anh chị. Nhìn diện mạo quý anh chị cứ nhìn kỹ đi, nhìn một lần nữa. Hồng Ký thì nó là hiện tại đã nâng cấp lên bảo hành hết cho quý anh chị 18 tháng ha. Nè bên dưới nè. Đó, hiện tại Hồng Ký là bảo hành 18 tháng rồi quý anh chị, nên là xài Hồng Ký là thấy quá ngon luôn. Với cái phân khúc tầm này, quạt nó thổi rất là mát nè. Thì Hồng Ký nó nói rằng là những cái phân khúc cái đời dòng S này đối với linh kiện đó, nó sẽ cao cấp hơn dòng E hay dòng Z nha. Đó thì quý anh chị biết rồi, Hồng Ký cứ màu vàng là dòng cao cấp của nó. Diện mạo bên ngoài bên trong có chỗ này che lại, thông thường máy nó không có che cái này ha, nhưng mà Hồng Ký nó che luôn thì rất ok. Nguyên thùng nó có vậy, 3.990.000. Tặng thêm quý anh chị bố chổi cước với lại cái cuộn dây nữa, ok. Quý anh chị có nhu cầu chơi mẫu này. Rồi, đó là mẫu dòng cao đó quý anh chị ha. Dòng chưa phải là cao, so với Hồng Ký thì nó là thấp thôi, nhưng mà so với thị trường nó là dòng cao hơn. Cái phân khúc nó trung trung, dễ xài. Ít có sản phẩm nào mà tầm cỡ này mà giá cỡ này lắm quá. 3.990.000, chưa tới 4 triệu quý anh chị chơi đó ngon. Còn được tặng quà khuyến mãi nữa. Rồi, nếu quý anh chị mình muốn thêm cái nữa, Hồng Ký nó có tặng cho quý anh chị cái này nè. Cái đầu này rất là hay của Hồng Ký đâu quý anh chị, quên rồi cái đầu này nè. Cái đầu này nó thuộc dạng sứ mà không có cháy á. Quý anh chị xài cái này Hồng Ký luôn luôn nó có cục này rất là hay. Sứ mà nó không có cháy, nó đầu quét đổ đi theo đầy đủ cho quý anh chị ha. Cái này nó tặng theo chỉ có vậy thôi. Rồi còn ở bên mà máy hàng mà quý anh chị muốn mà rẻ mà xài dân dụng gia đình, năm khi 10 quả mới lấy ra xài một lần ha. Thì ok, quý anh chị muốn đầu tư cho nó rẻ thôi, nó thấp thôi á, thì quý anh chị có thể đầu tư con này thay vì 1.500.000. Hôm nay Hồng Duyên khuyến mãi giảm giá cho quý anh chị á, nó còn lại 1.250.000 ha. Mít Kawasaki thì con này nó cũng hay nha, nó hàng có thể là có khí không khí,
rồi nó hàng mít, nó hàng que đầy đủ luôn. Nhưng mà phân khúc này nó thấp quá anh chị, phân khúc này thấp gì, năm gò nó cũng bán hết 2 triệu mấy. Nhiều anh mua này 2 triệu mấy, anh nào mua này 2 triệu mấy comment á, nay em bán có 1 triệu 250 ha, có khí luôn nè, cũng có thể xài inox đồ được đó. Có dây hàng mít, có dây hàng que đồ đầy đủ cho quý anh chị như thế này đó. Mít Kawasaki 200K1 KZ1 nó như thế này, giá rất là rẻ. Quý anh chị muốn mua hàng que không, lặt vặt chỉ hàng que thôi, không cần gì cả, mua máy này 799.000 của Megatest, máy này bảo hành 15 tháng á, hai cái này bảo hành cho quý anh chị 15 tháng đó. Máy này quen quá, Hồng Viên bán này rất là nhiều, 980.000 mà khuyến mãi 799.000 giống như thanh lý vậy ha. Rồi quý anh chị muốn có những sản phẩm nói về máy pin, cái này đang hot nhất nè, có 300.000 cái thân máy bù lon à, dễ mua, nhiều người mua dữ lắm. Ở nhà quý anh chị chỉ cần có cục pin thông chân thông dụng này rồi, ok, mua cái này về để bắn bù lon, bắn xà gồ, chuyển ra đầu khoang, bắn khoang gì đó được hết luôn, giá rất là rẻ, có 300.000 thôi cái thân thôi quý anh chị. Còn quý anh chị mua một cái máy khoan, muốn mua pin 300.000 cục, Hồng Viên có bán bảo hành 6 tháng luôn. Rồi quý anh chị muốn có một cái sản phẩm Toyama trước giờ nhập mà quên luôn, giờ đem ra bán thanh lý cho quý anh chị luôn nè. Máy khoan pin Toyama, nguyên cái thùng của nó là vậy nè quý anh chị, có 2 cục pin 1 cục sạc đây, ok, máy 13 ly ha. Đó thì quý anh chị thấy à, máy này cỡ này, cái này nó hình như là 90 niêu á, nó nói là mẫu này 90 niêu quý anh chị, tốc nó tới 2000. Chứ mà máy này nó bán đâu 1.450.000 á, nhưng mà nhưng nhập lâu quá cũng quên, bây giờ không có review, bán luôn thanh lý cho quý anh chị con này 1.150.000, 2 pin 1 sạc, nguyên cái thùng như thế này nè, nguyên cái thùng vậy luôn đó, 1.150.000 quý anh chị, cực kỳ đẹp bèo luôn, nguyên cái thùng vậy nữa đó, đầu 13 ly. Thì quý anh chị có nhu cầu về cái sản phẩm này ha, những cái sản phẩm nào đó quý anh chị có thể liên hệ Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên. Đặc biệt giới thiệu quý anh chị máy Hồng Ký 200S giá rất là rẻ, 3 triệu mấy thì giá rẻ lắm rồi quý anh chị. Rồi quý anh chị có ý kiến như thế nào, tại vì cái này nó ra cũng hôm nay à, chưa có thời gian làm á, thì quý anh chị có nhu cầu về sản phẩm này hoặc là có xài rồi có thể để lại comment bên dưới giúp Hồng Nhiên ha. Đây là sản phẩm nó thích hợp cho nhiều người lắm, xài ở nhà dân dụng hoặc là những công trình lặt vặt nhỏ nhỏ là ok, quý anh chị xài cỡ này được hết luôn, đem chấm hàng gạo cho vợ bạn gì đó chơi được luôn. Rồi ok quý anh chị có nhu cầu liên hệ Hồng Nhiên, chưa qua những số like bên trên vào ban ngày giúp Hồng Nhiên ha. Chúc quý anh chị sức khỏe, hẹn gặp lại, bye bye.